Hello, xin chào cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà mình đã click vào xem video này của em Mai. Hôm nay em sẽ quay cho mọi người về hai em xe này màu hồng đang cực kỳ là bán chạy tại cửa hàng em nhé. Hai dòng xe tay ga này thì gọi là hai dòng xe quốc dân tại và thị trường Việt Nam mình rồi nha cả nhà. Đối với những anh chị em mình là có dáng người nhỏ nhắn như em thì mọi người sẽ thường là mua những dòng xe Vision như vậy. Vision này. Còn những anh chị em nào có thể là cao cao hơn xíu, dáng đô con hơn xíu thì mọi người sẽ chọn Vario, nó sẽ hợp hơn ha. Rồi thì hai em xe này em không để mọi người chờ lâu nữa thì em sẽ cập nhật giá xe cũng như là cái phiên chương trình khuyến mãi bên em nhé. Em này trên cà vẹt sẽ là màu hồng đen cho em luôn nha cả nhà. Hai con này là màu hồng luôn. Thì khi mà em độ sơn lên cho mọi người yên tâm về phần bảo hành. Nước sơn mọi người sẽ được bảo hành là 1 năm rưỡi. Xe, máy móc mọi người bảo hành 3 năm giúp em nha. Em này thì em đang có độ cho mọi người cái đèn LED Audi trước, phía sau cũng có luôn. Có đèn bi cầu nữa ha cả nhà. Về cái phần đèn này này, mọi người có thể chỉnh trên 200 màu giúp em nha. Rất là nhiều màu luôn. Mọi người ưu màu gì thì mình chỉnh màu đó, nhấp nháy sao mình chỉnh ha. Còn cái phần màu đèn đỏ bên trong này không chỉnh được nhé cả nhà. Đó, đèn bi cầu này, mọi người quan sát ha. Nếu như anh chị em mình không thích bi cầu á, mình có thể không lấy. Hoặc là mình gắn đèn Z-Bus 2 tầng, cũng rất là đẹp ha cả nhà. Thì mọi người muốn xem về phần đèn kỹ hơn thì mình cứ nhắn qua cho em đi để em được hỗ trợ mọi người thêm nhé. Rồi, em này hiện tại cho em này, màu sơn 3D. Trên phiên bản cao cấp có khóa smart key thông minh luôn cho em là 35 triệu nha, 35 triệu thôi cả nhà. Và anh chị em mình có xem video em giảm cho mọi người thêm 2 triệu nữa khi mình tới cửa hàng mua xe. Nói là có biết Bạch Mai qua YouTube hoặc là cứ liên hệ qua cho em bên Zalo, em sẽ hỗ trợ giảm mọi người 2 triệu là chỉ còn 33 thôi. 33. Phần đèn thì em chưa bao gồm nhé cả nhà. Đèn thì nó sẽ tính riêng, nếu mà anh chị em mình muốn lấy đèn á thì mình nhắn qua cho em để em tính giá cho mọi người ha. Tại vì có thể là mọi người thích đèn trước hoặc là thích chỉ lấy đèn sau thôi, hoặc là chỉ lấy cái đèn bên bi cầu này thôi. Thì nó sẽ có giá khác nhau ha. Và với dòng xe này mọi người đưa trước giúp em Mai tầm khoảng từ 4 triệu thôi là mình đã có thể sở hữu được xe, rất là đơn giản nha cả nhà. Sở hữu xe thì từ 4 triệu thôi, quá hời luôn. Và em này thì cái phiên bản cao cấp á, nó sẽ có khác biệt cho mọi người so với những dòng xe, những phiên bản khác là cái mâm màu bạc này, yên là yên màu nâu ha, cạng cũng là cạng màu bạc. Thì ở phiên bản đặc biệt hoặc là phiên bản tiêu chuẩn hoặc là phiên bản thể thao thì những nó sẽ có những cái phân biệt khác nhau, nên là mọi người cứ lưu ý mọi người xem nhé. Rồi ở đây thì em quay cho mọi người thêm em này Vario 125 này. Em này thì em đang lên trên phiên bản smart key 43 triệu ha, 43, và giảm cho mọi người 2 triệu thì chỉ còn 41 thôi. Em này cũng góp đưa trước giúp em tầm khoảng 4 triệu 5 triệu là mình có thể sở hữu được xe rồi nha. Xe màu hồng thì rất là đẹp ha. Thường thì những chị em, thường là những chị em nữ tính á, là anh chị em mình sẽ đi những cái xe màu này. Và ngoài màu này ra thì bên em còn rất là nhiều màu sơn khác nữa. Thì mọi người dẫn mọi người thêm xem thêm một số màu bên cửa hàng em đang có nha. Em chỉ quay sơ sơ thôi nhé mọi người, em sẽ không có đi vào quay chi tiết từng xe một cho mọi người xem được. Nó sẽ có rất là nhiều màu cho mọi người quan sát này. Đó, mọi người cùng xem, nếu mà anh chị em mình ưng màu nào rồi thì mình hãy chụp màn hình lại, nhắn qua Zalo cho em Mai để em Mai được hỗ trợ tư vấn chính xác giá cả cũng như là thủ tục góp xe cho mọi người ha. Rồi thì Vario cũng vậy, em còn rất là nhiều màu luôn. Và anh chị em mình đang kiếm những cái dòng Vario 125 mà phiên bản cũ á thì nó không còn đâu. Anh chị em mình có thể lấy là Vario 125 đời mới, mình độ áo click Thái đây nha. Chi phí nó không bao nhiêu cả, nhưng mà khi mà mình độ áo click Thái thì cái dáng xe của nó rất là đẹp, rất là gọn gàng và nhìn nó sắc sảo hơn ha. Đi thì nó sẽ có nét cá tính hơn. Đó, nếu như anh chị em muốn những dòng như vậy thì nhắn qua cho em để em được hỗ trợ mọi người tốt hơn. Và hiện tại cửa hàng em đang làm là tại địa chỉ Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Anh chị em mình nhắn qua cho em Zalo đi, em sẽ gửi vị trí cho mọi người đi tới cửa hàng dễ hơn. Và những anh chị em mình ở xa, mình đang coi video này, mình có thể là không có nhu cầu mua xe, nhưng mà hãy giới thiệu cho anh chị em, bạn bè, người thân của mình được biết tới cửa hàng em Mai ha. Khi mà khách hàng mua xe, em sẽ hỗ trợ chi hoa hồng cho anh chị từ 500 đến 1 triệu tùy theo mình thỏa thuận sau ha. Rồi, về chương trình khuyến mãi cũng như là thủ tục góp bên em thì rất là đơn giản rồi. Góp thì mọi người chỉ cần là đưa trước 4 triệu và căn cước công dân gốc thôi là mình đã có thể sở hữu được rồi ha. Thì không có, em nghĩ là không có cửa hàng nào mà có thể hỗ trợ cho mọi người với mức giá, với mức trả trước thấp như vậy mà mọi người lại nhận được xe. Đó, thì mọi người còn quan tâm thắc mắc thêm gì nữa thì mình nhắn qua Zalo cho em Mai nha. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn các bạn nhiệt tình hơn, kỹ hơn. Rồi, rất vui vì hôm nay đã được gặp mọi người trên đây và hẹn gặp lại mọi người ở trong những clip sau. Em sẽ cập nhật thêm nhiều màu xe cũng như là mẫu xe mới cho mọi người xem nha. Bye bye mọi người.